Sự thật phong thủy kinh thành Huế. Khởi công xây dựng từ năm 1805 dưới thời vua Gia Long và hoàn thành vào năm 1832 dưới thời vua Minh Mạng. Kinh thành Huế là kinh thành cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1993, khiến quần thể di tích cố đô Huế trở thành một biểu tượng đầy tính tự hào của người Việt. Do ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, từ bao đời nay vua chúa Việt Nam luôn chú trọng đến việc chọn địa điểm và xây dựng kinh thành, trung tâm quyền lực chính trị quốc gia, và vua Gia Long cũng không ngoại lệ. Nhưng điều tạo ra sự khác biệt giữa kinh thành Huế với các thành khác trong quá khứ chính là hướng kinh thành. Theo dòng lịch sử, ta có thể thấy từ thành nội của thành Cổ Loa đến thành nhà Hồ hầu như tất cả cổng thành đều quay mặt về hướng chính nam. Nhưng kinh thành Huế lại là kinh thành duy nhất xoay mặt về hướng đông nam, khác đi cách làm của các triều đại trước đây trong lịch sử. Vậy tại sao kinh thành Huế lại có sự khác biệt này? Yếu tố phong thủy tác động như thế nào khiến vua Gia Long đi lệch với những chuẩn mực có từ xưa? Có điều gì đặc biệt tại kinh thành cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam? Cùng đón xem video ngày hôm nay để cùng tìm hiểu nhé! Rất nhiều ý kiến cho rằng kinh thành Huế quay mặt về hướng nam, nhưng thực tế thì toàn cục kinh thành Huế quay về hướng đông nam, thay vì hướng nam như các vua chúa thường chọn. Từ xưa kinh đô đều hướng về phía nam vì kinh dịch viết thánh nhân nam diện nhi thính thiên hạ, nghĩa là bậc đế vương xoay mặt về hướng nam để nghe, cai trị thiên hạ. Nhưng ngay tại vùng Thừa Thiên, mạch núi Trường Sơn, đặc biệt là quần sơn kề cận kinh đô cho đến dải Bạch Mã, đều chạy theo hướng tây bắc, đông nam. Dựa vào thế đất ấy, kinh thành nhìn về hướng đông nam là tốt nhất. Những công trình kiến trúc của kinh thành Huế được tiến hành theo một hệ thống các quy tắc hết sức nghiêm ngặt của các hình thế núi, sông, long mạch mặt bằng và độ cao thấp của địa hình, được người xưa quan niệm là văn của đất, có cao, có thấp là có sông, suối, đầm, núi, tạo ra những nhịp riêng của từng vùng, những nhịp điệu lớn chung của từng vùng nhỏ tạo ra những đại cục đất. Theo thuật phong thủy tam hợp, dựa vào địa thế và địa mạo, hình dáng núi non, sông nước bên ngoài sẽ đưa ra quy chuẩn, tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ, thì bất cứ một ngôi nhà hay cung điện nào đều sắp xếp theo cục diện này. Phía trước gọi là Chu Tước thuộc hướng nam, hành hỏa. Phía trái từ ngoài nhìn vào gọi là Bạch Hổ thuộc hướng tây, hành kim. Phía phải từ ngoài nhìn vào gọi là Thanh Long, hành mộc. Phía sau gọi là Huyền Vũ thuộc hướng bắc, hành thủy. Đặt kinh thành dựa theo hình thế của núi sông, dùng ngũ hành để tạo thế quân bình và quy hoạch bố trí cung điện. Vùng đất xây dựng kinh thành Huế có nước phủ bốn bề. Theo phong thủy, đây là nơi tụ thủy, đất phát tài. Nhưng phía tây kinh thành lại có núi xung sát, sông Hương uốn khúc, vì thế hành kim rất vượng. Điều này sẽ có hại cho phía đông, chủ hành mộc, kim khắc mộc. Nếu mộc yếu sẽ dẫn đến hạn chế về của cải, dân chúng, thương mại. Nếu kim động sẽ gây hại cho dương trạch, nên dễ sinh bệnh tật và gây tổn hại gia đạo. Chính vì thế phải xây chùa miếu ở phía tây để trấn giữ. Đó là lý do ra đời văn miếu, chùa Thiên Mộ ở phía tây kinh thành Huế. Sự phân bổ vị trí và chức năng của kinh thành Huế đều xuất phát từ sự vận dụng dịch lý và thuật phong thủy vào địa hình cụ thể của Huế. Đầu tiên, hướng của kinh thành về đông nam là do địa hình chi phối. Nếu quay mặt về chính nam như các triều đại khác, thì các yếu tố phong thủy như Minh Đường, Thanh Long, Bạch Hổ sẽ không còn giá trị. Dựa vào các nguyên tắc địa lý phong thủy của phương Đông và thuyết âm dương, ngũ hành, các nhà kiến trúc thời ấy đã bố trí kinh thành quay mặt về phía đông nam, chọn núi Ngự Bình làm tiền án, Bình Phong và Cồn Hến, Cồn Giả Viên trên sông để làm thế tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ chầu vào trước mặt kinh thành. Sông Hương làm yếu tố Minh Đường và hưởng được tính chất tốt của hai hòn đảo nhỏ, Cồn Hến và Giả Viên. Dòng sông Hương trong lặng về phía bắc ra cảng Thuận An. Dòng nước uốn lượn nhiều lần qua đồi Vọng Cảnh chảy về phía Nguyệt Biều, rồi chảy qua mặt thành. Long mạch uốn lượn gấp khúc càng nhiều thì càng chứng tỏ rạch đất có nhiều sinh khí. Mặt đất nhực dần về phía kinh thành tạo ra một vài thế đất kế tụ gọi là thủy hử, phần đất được sông đổi hướng chảy ôm lấy tạo thành. Vua Gia Long đã chọn được khu vực rất tốt cho việc xây thành, lập kinh đô. Thành có tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, có thủy đáo điện tiền và đoạn sông trước thành, đồng thời đóng vai trò minh đường cho thành. Có thể thấy vua Gia Long đã khéo léo ứng dụng phong thủy trong việc sắp đặt và bố trí kinh thành của mình. Dù có đi lệch so với những tiêu chuẩn từ trước, nhưng từ góc độ khoa học phong thủy cho thấy vua Gia Long đã đúng trong việc thành lập kinh đô. Có thể thấy phong thủy đóng vai trò vô cùng quan trọng chi phối đến sự sắp đặt của kinh thành Huế. Điều này cũng chứng tỏ cho việc không nhất thiết phải đi theo những lối mòn trong quá khứ, mà cần căn cứ vào tình hình thực tế để tạo nên sự hài hòa giữa con người với tự nhiên, nhằm mang lại nguồn năng lượng tích cực cho con người sống trong môi trường đó. Đây cũng chính là mục đích của khoa học phong thủy vẫn luôn hướng đến.